Chào các bác nha. Chào toàn thể bà con. Sau vài ngày các bác, chú Thơm lại gặp lại các bác. Gặp lại toàn thể bà con mình trên kênh YouTube, kênh khởi nghiệp, kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng bà con. Hôm nay các bác, hôm nay đầu tuần, hôm nay buổi chiều thứ hai, ngày mùng 5 tháng 12 bà con. Đó thì sau lưng chú Thơm, trước mặt các bác, trước mặt toàn thể bà con nông dân mình là một lô bò ba bê đực gần 20 con các bác, to có, nhỏ có. Đó. Thì bây giờ chú Thơm làm đoạn clip chia sẻ đến các bác, chia sẻ đến bà con nông dân cái tâm tư, tình cảm của chú Thơm. Đó, tâm sự với các bác một chút xíu về cái clip này. Còn bán bò thì hẹn các bác vào các clip tiếp theo. Clip hôm nay chú Thơm không bán bò nha các bác. Đó. Vì tại sao chú Thơm không bán bò? Sau lưng chú Thơm tại sao không bán? Tại vì sau lưng em bây giờ là gần 20 con bò ba bê nha các bác. Nhưng chú Thơm cũng đã bán rồi. Đó. Nên chú Thơm nói clip này chú Thơm không bán. Đó. Chú Thơm muốn tâm sự với các bác một chút xíu. Lấy cái câu chuyện bò mè để tâm sự với các bác một chút xíu. Về cái cách làm của chú Thơm. Đó. Và những gì chú Thơm đã vấp phải. Đó. Thì vào vấn đề chính luôn nha các bác, để tâm sự với các bác một chút xíu, để tránh những cái trường hợp sau nữa bà con. Đó thì cách đây vài hôm các bác, chính xác là tầm 4 hôm. Đó thì hôm đó là ngày mùng 2 gì đó, mùng 2, tức là âm lịch là ngày mùng 8. Đó thì ngày mùng 8 đó các bác, thì đó các bác thấy hôm là ngày mùng 8 là chú Thơm giao một lô bò ba bê đực rang cho ngoanh ngoài Văn Giang, Hưng Yên các bác. Đó, vì ngày trước anh đã nhập của chú Thơm rồi. Và chú Thơm tiếp tục nhập cái bò đó nữa. Đó thì chú Thơm cũng ra ghi hình, nhưng chưa có thời gian làm trọn vẹn cái clip để cho bà con nông dân xem. Đó thì ngày hôm đó chú Thơm giao ra cho anh tổng thể là 10 con. Chú Thơm quay trước đó thì không có gì đáng nói, nếu mà quay cho anh rồi chở cho anh ok, nó cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà cái đáng nói là ở đây, tức là cũng có một bác ở Văn Giang, Hưng Yên, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đó có một bác cùng xã với cái ông anh chú Thơm mua cái con, à bắt chú Thơm một lô bò ba bê được 10 con đó các bác. Đó thì anh điện vào anh hỏi để anh mua. Nhưng mà chú Thơm cũng đã nói, em nói là em đã bán cho ông anh đó rồi. Đó, em đã bán cho ông anh đó rồi. Thì nếu mà anh mua thì đặt hàng em sau. Có gì em thông báo cho anh. Đó thì cho các bác xem cái đoạn ghi âm anh điện cho chú Thơm để anh đặt hàng. Anh hỏi để anh mua bò. Tầm nào anh chở bê lên Văn Giang liên em? Vâng, rất thì cứ thống nhất, rất thì ngày mai em chở lên Văn Giang liên xong xuôi rồi. Có chị quay về em bắt được hàng em alo cho. Có nghĩa là em ở Văn Giang luôn rồi. Anh à. Mai mà anh trở lên Văn Giang ý là anh vào trại nào là lúc nào anh lên đến ở trong dân ở trong dân anh ở trong dân. Vâng, trong dân mà anh điện cho em cái em xuống em ngắm cái lô bê của anh ra xong em đặt đúng cái biểu cho anh bắt cho em. À vâng. Đó. Các bác thấy chưa? Đó thì cái đoạn video đó, cái đoạn ghi âm đó là anh điện. Vì thường thường khách hàng điện cho em thì em đều ghi âm hết các bác, em không có nhớ. Em đều ghi âm tự động hết. Đó thì anh bảo là vậy thì các bác cũng biết đó. Tức là nếu mà lúc nào ra điện cho anh đến anh xem coi là lề lối bò chú Thơm bắt đi thế nào. Tức là em chở cái lô bò em quay đó ra ngoài đó. Vì ông anh nó cũng ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, cùng xã luôn. Đó, cách cái nhà em giao chỉ có mấy cái số rồi các bác ạ. Đó, quan điểm nó là vậy để cho các bác dễ hiểu một chút xíu. Đó thì chú Thơm trở ra thì em điện cho anh. Thì điện hai cuộc thì không nghe máy. Thì em cũng không gọi làm gì nữa. Thì em giao bò xong xuôi rồi. Em cũng nói với ông anh, em giao bò đó. À, cũng có ông anh ở Văn Giang Hương Yên này này. Anh điện để anh đến anh xem coi là lô bò em bắt như thế nào. Nhưng mà không thấy bốc máy. Đó, tức là em giao bò cho anh thì nói chuyện là vậy. Thì đến lúc giao xong thì vô trong nhà thì anh có điện. Ông anh đó không có điện, tức là giao xong xuôi rồi anh em để vô nhà uống nước thì anh có điện lại. Anh thấy cuộc gọi nhớ thì anh có điện lại. Đó, thì cái ông anh số máy 211 cuối nha các bác.
chú tiện cho anh có việc gì bảo là em điện để em ra đến nơi rồi thì anh lại anh xem coi lề lối nó chính thế nào cho đỡ mất công, còn không thì anh mua ngoài đây cũng được, vì em bán hàng là bán hàng ngay thẳng không lừa đảo ai cả. Đó thì em đưa cái số máy, tức là đưa điện thoại của em cho ông anh chủ nhà, tức là ông anh chủ nhà anh em chở ra đó, nói chuyện với anh thì ông anh chủ nhà anh cũng rất vui vẻ, anh trai cũng rất vui vẻ, không vấn đề gì cả. Anh cho địa chỉ nhà và ông anh đó ông chạy xuống nhà ông xem. Đó thì chạy xuống thì em với vợ chồng em đã ngồi ở trong gia đình ông anh mua bò này rồi. Đó thì anh em đếm tiền bạc xong xuôi rồi thì anh đến ngồi nói chuyện đôi ba câu chuyện, cái là em đứng dậy em về thôi, em cũng không theo ra trại bò làm gì nữa. Thì em cũng nói anh cứ ra anh xem đi, được ưng thì anh điện cho em, còn không ưng thì thôi. Đó thì anh ra anh xem. Đây cho các bác xem này. Đó, Nguyễn Thành Công nhá, nick Zalo nhá. Đây là những con 3B em nhập cho anh ông anh ngoài Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên này các bác này. Đó, lô này chú Thơm nhập cho anh là bằng 21.500.000 nha các bác. Đó, và anh đến anh xem đó, anh xem và anh chụp những con bò này. Đó, con nào to nhất là chụp. Đó, chụp đây. Và đây. Bò anh đưa ra đúng tông này, già ngày dài bò mông ngực nở như con, em gửi cho anh kiếm cho em 10 con. Đó. Đầu mặt phủ phàng, có alo em nhé. Đó đây các bác, đó, chụp hình rồi gửi nha. Bò ở trong chuồng đây là bò của em nha các bác. Đó anh ra anh xem đó này, như con nhỏ này cũng được, người cứ phải dày. Đó đây các bác, và sáng sớm các bác, đây sáng sớm lúc đó là 7 giờ ngày 4, đó chú Thơm nói rõ cho các bác, nói có sách mách có chứng, 7:34 ngày 4 tháng 12 này. Đó và sáng sớm là em quay, gọi là quay Zalo cho anh này. Đó quay 10 con, à quay 10 phút, thời gian nói chuyện là 10 phút 38 giây. Đó, quay cho anh. Thì anh hẹn là đến ngày mai, tức là ngày mùng 5, tức là ngày hôm nay đây, để ra xem đây các bác. Đó, nói có sách mách có chứng nha. Nguyễn Công Thành nha các bác. Đó. Số điện thoại chú để công khai ở trên màn hình YouTube luôn. Các bác cứ thử điện, các bác nói chuyện với người ta coi. Đó. Em thì xong rồi anh quay. Đó các bác thấy chú Thơm trích một đoạn Zalo của em với anh ấy. Thì anh gửi những cái con bò ở vậy à, chú bắt bò ok đó à, chú lô sau chú đợt đi chú bắt cố gắng lấy cho anh. Thì để anh vào đến nơi anh xem thì anh mua. Đó anh vì lề lối anh đã thấy rồi thì em nghĩ là chắc có lẽ là anh đến nhà thì mình sẽ ưu tin anh hơn. Đó chứ không phải là không có ai mua bò của chú Thơm cả. Và em bán hàng thì bà con nông dân xem theo dõi kênh của chú Thơm thì các bác cũng biết rồi. Đó em bán bò rất uy tín và có thương hiệu rồi. Đó thì vì đã đến nhà ông anh mua bò rồi các bác, đến nhà đó xem bò trực tiếp à, quay video gửi cho em à. Lề lối chú bắt bò đẹp, chân tay to cao dài, giá cả là rất hợp lý rồi. Chú bắt cho anh mẫu tông giống như thế này. Đó thì em bảo ok anh. Thì chú Thơm về nhà các bác, đó sau lưng các bác này. Sau lưng các bác, chú Thơm gom mấy ngày thì được gần 20 con các bác, gần 20 con. Đó thì chú Thơm điện cho anh để anh vào anh xem. Thì sáng mai chú Thơm điện. Đó thì điện cho anh thì xong rồi anh em điện Zalo. Đó điện Zalo thì anh quay Zalo cho anh xem. Thì anh bảo là hôm nay anh có việc, ngày mai anh vào sớm. Đó thì chú Thơm cũng à ok, tôi chỉ bò me thì em giữ ngày mai em vào. Đó thì cũng không có gì đáng nói, cũng rất bình thường thôi, chưa có gì đáng nói các bà con. Đó chú Thơm vẫn rất tin tưởng anh, nhưng mà vợ em là nó cũng có linh tính các bác ạ. Nó vợ em nó nói với em là bảo nhìn cái mặt thằng cha này hầu như nó không đàng hoàng các bác. Nhưng mà em bảo cũng đừng có nhìn cái khuôn mặt hoặc cách nói chuyện của người ta để mình đánh giá một con người. Ở vậy là sai lầm, vì chú Thơm đi ra cũng rất nhiều rồi. Ở vậy là sai lầm thì để cho anh vào anh xem thực tế. Đó vợ em nó nói vậy. Đó nhưng mà em cũng không có ý kiến gì các bác. Đó thì xong xuôi thì ngày hôm đó, tức là ngày hôm qua đó các bác. Ngày hôm qua thì ngày mùng 4 thì em vẫn đi bắt hàng, em bắt thêm được mấy con nữa các bác. Đó thì tối lúc đó là 8 giờ tối em có điện cho anh. 8 giờ tối rồi nhà em có điện. Em điện hỏi coi là để ngày mai anh vào lúc mấy giờ để em biết đường em thu xếp em ở nhà anh có vào hay không. Đó, họ có mua hay không để em biết đường để em ở nhà chờ anh. Đó cái mục đích của chú Thơm điện là vậy. Đó thì điện cho ông thì thật sự là hơi bị buồn các bác, hơi bị buồn. Thì bây giờ chú Thơm sẽ cho các bác xem toàn thể cái câu chuyện của chú Thơm ghi âm. Vì máy em ai điện là đều có chế độ ghi âm tự động các bác. Thì chú Thơm sẽ cho các bác
coi cái đoạn ghi âm của em nói chuyện trực tiếp với anh coi như thế nào nha các bác. Alo, anh ở Văn Giang Hưng Yên phải không ạ? Hả? Anh ở Văn Giang Hưng Yên, em Thơm bên kênh Khởi Nghiệp đây. Như nào? Bảo em Thơm bên kênh Khởi Nghiệp đây, anh ở Văn Giang Hưng Yên. Bữa em ok, bữa em chở bò ra. Bây giờ anh muốn vay 300 triệu. Alo. Anh muốn vay 300 triệu thì bây giờ tính kiểu gì? Ủa chứ bữa anh bữa em chở bò ra ngoài Văn Giang Hưng Yên, anh bảo là coi răng rồi lấy cho anh mấy con rồi anh vào anh xem. Sáng nay em điện cho anh thì anh bảo là ngày mai anh vào, mà thì hôm nay sáng nay điện cho ai? Sáng nay em điện cho anh. Cái gì con mẹ mày, sao bọn này nó buông láo thế nhỉ? Ủa chứ anh say rồi răng á? Tóm lại là bây giờ rất tỉnh, nhưng mà bây giờ sau này em vớ mua số hôm qua mà bây giờ là không ai điện đóm gì, mà bây giờ là bảo là điện bây giờ này mày bây giờ nói mẹ mà luôn đi như nào. Bây giờ em nói anh này, anh say hay không say thì không biết, anh hiểu không? Anh say hay không say cái đó việc của anh. Anh hiểu không? Rồi ok. Tôi điện cho anh hỏi mua bò, sáng nay tôi điện cho anh. Sáng nay tôi điện cho anh bảo là ngày mai anh vào, hôm nay anh đi đám đúng không? Sáng nay điện á? Sáng nay tôi điện cho anh, vợ anh bốc máy, xong rồi lúc điện Zalo quay bò cho anh xem, anh bảo... Mẹ mày, bố mày sáng nay máy móc gì? Ai sáng nay làm gì có cô gà không? Sáng nay tôi gọi Zalo cho anh, quay Zalo cho anh bảo là ngày mai anh vào, anh bảo là hôm nay anh đi đám rồi, ngày mai anh vào anh xem đúng không? Thì ngày hôm nay em không thấy điện, bây giờ là 8 giờ tối rồi. Thì em điện em bảo là ngày mai anh có vào hay không để em biết đường em bán bò. Mang mẹ bò về đây. Tại sao tôi điện cho anh mà anh lại chửi thịt mẹ thịt cha vậy? Nhưng bây giờ mày mang mày mấy con bò? Anh ở Văn Giang Hưng Yên, bữa tôi chở bò ra Văn Giang anh lại anh xem mà. Chuẩn, bây giờ mày mấy con bò? Bây giờ tôi nói với anh này, anh em người lớn chuyện nói chuyện với nhau, anh hiểu không? Từ nãy giờ em nói chuyện mày, bây giờ kể là phút bốt luôn, mày đến mày bắt luôn thì mày báo công an bắt luôn tao đi, tao đỡ khổ đi. Rồi thôi anh nhá. Cái gì ba mày? Các bác thấy không? Các bác thấy thời đại bây giờ, thế kỷ 21 rồi mà vẫn có những con người nó như thế như vậy các bác đó. Các bác thấy cái cách nói chuyện không còn gì để mà diễn tả nữa các bác. Và chú Thơm cũng không em cũng không tưởng tượng được một con người buổi sáng nói chuyện vậy mà đến tối nói chuyện vậy, chú Thơm cũng không tưởng tượng được các bác ạ. Chú Thơm nghĩ là nó chỉ có trên phim trên ảnh thôi đó, chứ không có ngoài đời thực các bác. Nhưng bà con nông dân cũng nghe rõ đó. Đó vì chú Thơm làm clip này để tránh những trường hợp sau nữa, và cho ông anh này ông xem luôn coi là cái thái độ ông như vậy thì nó tốt hay không. Còn chú Thơm sống, em sống làm việc theo pháp luật, em không có sợ một ai hết. Đó, em không có sợ một ai hết. Đó, còn các bác thử nhìn coi những con người như thế này thì mình có đáng để tôn trọng hay không, và có đáng để che giấu hay không các bác. Đó, rất thất vọng. Nhưng mà cũng không vấn đề chi, vì mình sống ở vậy mà mình để mà đôi co với những con người như thế đó thì thật sự là mình cũng không bằng người ta nữa, đúng các bác? Nên mình cũng không nói chuyện nữa. Chú Thơm tắt máy thôi là xong, coi như là xong, đúng các bác? Chứ còn con người mà nếu đồng hoàng ra hoặc là mua bò chỗ khác rồi, chú Thơm ơi em thông cảm đi, anh đã bắt bò nơi khác rồi đúng không? Em ơi em, anh không mua nữa, thôi em bán bò cho người khác đi. Anh em chỉ một câu nói thôi thì rất vui vẻ đó. Chú Thơm đi làm hàng thật sự là rất nhiều rồi các bác, và bao nhiêu năm nay rồi, nhưng thật sự chú Thơm gặp cái trường hợp này là trường hợp số 1 các bác, trường hợp đầu tiên chú Thơm gặp cái trường hợp như thế này thôi. Còn nhiều người điện thoại cho em gây sự nhưng mà nó không đến mức như thế này các bác. Đó, người ta chỉ nói chuyện thế này, thế gọi là đôi khi nói chuyện bất đồng người ta điện, nhưng mà chỉ có 1-2 trường hợp, cái trường hợp rất nhỏ, nhưng cái trường hợp này thì thật sự chú Thơm chỉ gặp một lần đầu tiên trong đời. Và em làm cái clip này để mong rằng sau này không gặp lại cái trường hợp này nữa. Đó, rất nhiều, cũng có rất nhiều các bác tử tế, các bác cũng có rất nhiều các bác tử tế điện cho chú Thơm, nhưng mà người ta đã mua rồi, hoặc là người ta bận, người ta sẽ điện lại ngày mai, ngày mai kia người ta sẽ điện lại, người ta báo em ơi em, anh bắt rồi, hoặc là anh chưa có nhu cầu nữa thì em bán cho người khác đi. Rất nhiều người ta rất đồng hoàng bà con đó, nhưng mà thật sự cái trường hợp này
Đó thì chú Thơm muốn ghi cái đoạn hình cho các bác, cho toàn thể bà con nông dân xem để tránh cái trường hợp sau. Đó, nếu mà các bác điện đặt hàng cho chú Thơm, nếu mà từ giờ trở về sau, đúng không các bác? Nếu bác nào có nhu cầu đặt hàng thì nếu mà đặt số lượng nhiều thì chú Thơm yêu cầu các bác chuyển cho chú Thơm 1 năm 700 ngàn. Cái chuyện đó là rất bình thường để làm tin nha các bác. Đó, chứ các bác nhìn qua cái đàn bò chú Thơm này. Đó, cái đàn bò ở vậy, đó, mười mấy con trong khi khách hàng vẫn chờ, nhưng mà chú Thơm ưu tiên cho người nào mua nhiều, đúng các bác, chú Thơm giữ hàng lại để bán. Nhưng mà cuối cùng ra các bác thấy người ta điện, người ta nói chuyện không một lời lẽ nào mà rất xúc phạm các bác, xúc phạm chính cái bản thân danh dự của em nữa. Nhưng chú Thơm cũng không chấp cái dạng người này các bác. Đó, và xong xuôi rồi thì sáng nay chú Thơm cũng đã bán cái lô bò này rồi, vì rất nhiều bà con điện để hỏi mua bò. Đó thì không bán được người này thì bán cho người khác, nhưng mà cái thái độ rất khốn nạn, thật sự là bất cần đời. Đó thôi, thì cái chuyện đó thì dẹp sang một bên đi. Đó thì không nhắc đến nữa để tránh trường hợp sau. Đó, mong bà con nông dân hiểu chú Thơm hơn. Đó, còn cái lô bò này thì cũng nói với anh luôn, cũng nói nếu mà anh xem được clip này, chú Thơm cũng nói với anh luôn, không phải là chú Thơm không bán được cho ai, nhưng mà em là em sống rất đồng hoàng. Đó, rất đồng hoàng, đã nhận lời của bác thì bắt hàng cho bác vào nhà xem thực tế, được thì bác mua, không được thì thôi. Nhưng mà bác trả lời một cách nó thật sự là cái xã hội này hiếm những người như bác, chú nói thật luôn. Đó, và cái lô bò này thì sáng mai chú Thơm cũng đã bán xong xuôi rồi. Thì chờ ngày đẹp, tức là ngày mai chú Thơm sẽ chở ra cho ông anh ở ngoài Hà Nội, đó Trương Mỹ Hà Nội, để anh mua cái lô bò này về anh vỗ béo. Đó thì cũng cảm ơn anh và gia đình đã tin tưởng ủng hộ và mua bò giống của chú Thơm, bắt hết cái lô bò này gần 20 con. Đó, thì tối nay sáng mai em chở ra cho anh. Thì nếu mà có thời gian chú Thơm sẽ làm clip cho các bác, cho bà con nông dân xem. Đó, anh không vào đến nơi xem nữa các bác. Đó, giá cả thì rất hợp lý bà con. Còn bà con nông dân bác nào có nhu cầu mua hoặc bán cho bò thì cứ nhớ đăng ký kênh nha các bác. Đó, bà con nông dân bác nào có nhu cầu bán thì cứ liên hệ trực tiếp gặp em. Chú Thơm sẽ đến nhà các bác thương thảo để mua một cái giá nó hợp lý nhất để chuyển giao những con giống nó chất lượng như thế này đến tay bà con nông dân mua bò ba bê, bò đéo hoặc là bò giống sinh sản. Còn bà con nông dân bác nào có nhu cầu mua thì cũng nhớ đăng ký kênh nha các bác, nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nha bà con. Đó, để sớm nhận được những video mới nhất từ kênh Khởi Nghiệp, để chọn cho gia đình mình này những con bò nó hợp bụng mình và hợp với túi tiền của gia đình mình nha bà con. Đó, kênh của chú Thơm là vậy nha, mua bán công khai rõ ràng minh bạch nha. Các bác đến nhà em cũng giống như chú Thơm đến nhà các bác. Đó, mắt thấy, tai nghe, tay rờ vậy. Đó, được thì mình mua, không được thì thôi. Anh em vui vẻ làm ăn rõ ràng, anh em vui vẻ làm ăn đàng hoàng nha các bác. Rồi, kênh Khởi Nghiệp xin chào các bác, chào toàn thể bà con.